Đạo trưởng kêu tôi tới đây gấp như vậy, có việc gì cần không? Tiểu hoàng gia, bằng đạo tìm ra kết quả rồi. Hả? Cho nên tôi có cách phải ép vòng hồn của Đậu Nga phải hiện hình mới được. Đạo trưởng có cách tốt gì đây? Tiểu hoàng gia, ông có biết người thân nào duy nhất của cổ lúc còn sống không hả? Thiệt là tội nghiệp quá. Từ khi người con duy nhất của bà bị xử chém, bà cứ lang thang ở ngoài phố, trong miệng cứ lẩm bẩm Nga ơi Nga ơi. Bà chưa có phải là điên đâu, nhưng mà tôi cũng không nhẫn tâm, cho nên mới cho bà ở trong chùa thôi. Bà thái này thì là tội nghiệp quá. Dạ phải. Vì muốn tỏ lòng với quý chùa, chúng đến đây gọi là xin nhận giúp cho. Cảm ơn thí chủ, cảm ơn thí chủ. Cho tôi xin phép, tôi phải vô trong chuẩn bị đồ chay cho các ông. Dạ tự nhiên. Thưa bà Thái, ngươi là ai đây? Bà không cần biết tôi là ai. Bà muốn gặp Đậu Nga hay không? Con của tôi, tôi làm sao gặp lại nó được? Tôi đã bị mù rồi. Được mà, được mà. Tôi không thể gặp nó được đâu. Bà nhất định gặp được nó thôi, đừng có lo hả. Bà theo tôi đi. Thiệt hả? Thiệt mà. Nè, bà theo tôi đi hả? Nè, cẩn thận nha. Hả? Cẩn thận. Nè, đứng đây. Bà Thái à, lát nữa mà phải hướng lên trời, cứ la to lên là Đậu Nga. Trong lòng của bà muốn gian giá điều gì, cái việc nói ra hả? Có hiểu chưa? Phải liên tục kêu 300 lần, có hiểu chưa? Thiên linh linh, địa linh linh, vong hồn của Đậu Nga mau hiện hình. Thiên linh linh, thiên linh linh, địa linh linh, na kiến. Đậu Nga, thiên linh linh, địa linh linh, kêu lớn lên, kêu lớn lên. Thiên linh linh, địa linh linh, hiện hình. Thiên linh linh. Mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, mẹ, mẹ ơi, Nga. Kêu lớn lên, kêu lớn lên. Thiên linh linh, địa linh linh, cho mồ hổ Nga hiện hình. Kêu lớn lên, kêu lớn lên. Kêu, 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 kêu lớn lên. Kêu lớn lên đi. Thiên linh linh, địa linh linh, cho mồ hổ Nga hiện hình. Mẹ, mẹ, mẹ. Đậu Nga, con khỏi dễ dùng, con không có thoát được đâu. Hai vị tỷ tỷ, tôi xin hai chị, không lẽ hai chị không có nghe mẹ của tôi đang ở trong dương gian kêu tôi hay sao? Tôi xin hai chị tha cho tôi đi, để cho tôi gặp mẹ của tôi. Không cần nói nữa, bọn ngươi không nhớ giáo chủ đã nói là ngươi bị oan ức rồi hay sao? Ngươi không có tình cảm đâu, cũng như là bọn tôi đang bạc tình bạc nghĩa. Không đâu, bây giờ mấy chị đang bạc tình bạc nghĩa, không lẽ trước đây mấy chị cũng không tình không nghĩa hay sao? Xác thịt của mình là do cha mẹ tạo ra, và cũng là đã do cha mẹ nuôi cho ta trưởng thành. Không lẽ mình phải quên đi cái công ơn sinh thành nuôi dưỡng của cha mẹ sao? Tôi van xin hai chị tha cho tôi ra để được gặp mẹ của tôi. Tôi hứa với hai chị, chỉ cần tôi gặp được mẹ của tôi lập tức trở về đây ngay. Tôi xin hai chị mà hãy trọn vẹn cho tôi một cái tâm nguyện nhỏ nhặt này đi. Còn nếu như không, cho dù tôi có chết, tôi cũng chết không cam tâm, chết không thỏa lòng. Cảm ơn hai chị nhiều. Đủ rồi, nể tình ngươi có hiếu với mẹ của ngươi, bọn ta chỉ còn nước chống nghịch lại lời thề, thả ngươi đi đó. Nhưng mà ngươi phải đi nhanh về sớm, đừng báo hại tụi tôi bị la rầy. Cảm ơn đại ơn đại đức của hai chị. Nga, thiên linh linh, địa linh linh, mau hiện thân. Không lẽ muốn làm
thì con bắt hiểu sao? Hiện lên lên địa lên lên mau hiện thân đi đậu nga đậu nga. Thiên lên lên địa lên lên mau hiện thân hiện thân. Kêu lớn lên kêu lớn lên kêu lớn lên. Sao là quá chừng rồi vậy? Thì là tức chết mà. Đậu nga mau hiện hình đi đậu nga. Hiện hình đi. Sao hả? Đồ bà không gặp con gái mà sao? Hay nhà muốn gặp mà kêu lớn lên đi. Giống họ mà kêu lên. Kêu lên đi. Hay à. À sư phụ, sư phụ. Sư phụ à, bây giờ tính sao đây? Đừng ồn nữa. Hay là Thái à, tôi gia sinh mà kêu lớn lên được không hả? Nếu không không xuất hiện đâu. Kêu đi, kêu lớn lên đi. Kêu lớn lên. Ngọc Đế à. Ngọc Đế à, tôi gia sinh ngài cho tôi gặp con của tôi đi. Ngọc Hoàng Đại Đế ơi. Nga ơi. Sư phụ. Mẹ à. Mẹ à. Mẹ à. Nga. Nga. Con đang ở đâu vậy? Mẹ đã nghe được tiếng của con rồi. Nga. Nga, con ở đâu vậy? Con ở đâu hả? Hả? Sư phụ. Ta đã căn dặn các người phải canh giữ cổ cho cẩn thận. Tại sao lại để cô trốn? Sư phụ à, cổ đã hứa với tụi con là sau khi thăm mẹ cổ xong, con sẽ trở về đây ngay. Dạ phải sư phụ. Chưa dù là cổ muốn trở về đây đi nữa, cũng chưa hẳn là về được đâu. Lập tức đuổi theo. Mẹ à! Mẹ à! Hay là Thái à, tôi gian xin mà kêu lớn lên được không hả? Nếu không không xuất hiện đâu. Kêu đi, kêu lớn lên đi. Kêu lớn lên. Ngọc Đế à. Ngọc Đế à, tôi gian xin ngài cho tôi gặp con của tôi đi. Ngọc Hoàng Đại Đế ơi. Mẹ. Nga ơi. Sư phụ. Mẹ à. Mẹ à. Mẹ à. Nga. Nga. Con đang ở đâu vậy? Mẹ đã nghe được tiếng của con rồi. Nga. Nga, con ở đâu vậy? Con ở đâu hả? Hả? Thưa mẹ. Đứng chạy hả? Nga. Chạy đi. Chạy. Chạy đi. Muốn chạy đâu hả? Nga. Đó này. Muốn chạy đâu? Muốn chạy đâu? Nga!
Bây giờ cô có thể nói cho tôi biết sự oan ức của cô chưa? Tôi phải gặp mẹ của tôi. Mẹ cô chỉ bị xỉu thôi. Tôi bảo đảm bả bình yên vô sự. Tôi không tin. Ở trên đời này ngoài trừ mẹ của tôi ra, tôi không có tin ai hết. Không phải ai nói điều gì cũng không thể tin tưởng. Ở trên đời này vẫn còn có người tốt. Vì nạn nhân của bá tánh Sở Châu, cô hãy nên nói ra sự oan ức của cô đi. Tôi không nói. Tôi không thể nói cho ông biết đâu. Cô Tuyết, tại sao cô biết tôi ở đây? Cô Tuyết? Ai là cô Tuyết của người? Là chính người đã hại ta phải bị chết quá. Đây là ngươi. Cô Tuyết, đừng kêu ta là Tuyết. Ngươi không có tư cách. Ngươi không đủ tư cách. Tôi biết cô đã chết, nhưng mà tại sao cô lại chết oan ức? Tôi nhất định phải hỏi rõ ràng mới được. Ngươi còn làm bộ nữa à? Làm tới cái kiểu như mình vô cớ vậy. Trung Quỳ ơi Trung Quỳ, lâu lắm rồi miệng của ngươi đầy nhân nghĩa đạo đức, nhưng mà ngươi lại làm toàn những chuyện tám tận lương tâm. Chẳng lẽ ngày hôm nay ngươi thân là Phục Ma Đại Tướng Quân mà cũng vẫn làm ra những trò vô liêm sỉ hèn hạ nữa hay sao? Cô bình tĩnh, trong đó có thể còn những chuyện hiểu lầm cũng không chừng. Hiểu lầm? Ngươi cho là còn có thể hiểu lầm mà? Chẳng lẽ hai thứ đó còn có thể thay đổi được mọi sự thật khùng hồn hay sao? Chẳng lẽ ngươi tưởng sử dụng hai chữ này thì có thể thay đổi cái hành động bị hối đại hèn của ngươi à? Tại sao cô nhất định phải đảo lộn trắng đen? Ngươi nói ta đảo lộn trắng đen? Sự thật đó rõ ràng rành rành trước mắt, là do chính tại ngươi giết chết ta. Tôi giết chết cô hả? Thử hỏi tại sao tôi lại phải giết chết cô? Ngươi cũng không chịu nhận, còn dám hùng miệng nữa. Trung Quỳ ơi Trung Quỳ, Mạo Du Tuyết của năm xưa chính là bị tên lòng người vợ thú Trung Quỳ ngươi giết chết ta. Cô Tuyết, đừng nói nữa. Đi. Đại ca, chuyện này sự thật là sao vậy hả? Ta phải đi gặp cổ nói cho rõ ràng mới được. Đại ca, mấy cổ rõ ràng là về hướng này, tại sao mất tâm dạng vậy? Thì là kỳ quá. Bất luận thế nào đi nữa, vẫn phải tiếp tục kiếm. Dạ. Võ thuật của Trung Quỳ quả thật không thể lường được. Hai đứa tôi không phải là đối thủ của hắn. Và phải, nếu như không phải nhờ sư phụ ra tay kịp lúc, thì hậu quả vô cùng tai hại. Hai người đừng có quá nâng khí thế của người khác. Đã ăn trí đầu Nga xong chưa? Chúng tôi đã làm cho cổ ngủ rồi. Hai người đừng bao giờ để cho cổ rời khỏi giọng trước thêm một bước. Dạ. Dạ. Ừ. Sư phụ à, chúng tôi có một chút hiếu kỳ. Có phải trước đây sư phụ đã chết với tay của Trung Quỳ hay không? Tại sao lại không phải? Sở dĩ ta lấy chỗ này đặt cái tên là giọng trước thiên, nó là muốn triệt để vĩnh viễn quên đi chính mình. Ta quyết một lòng một dạ để kiếm cái tên Trung Quỳ đó để trả thù. Sư phụ cứ yên tâm, chỉ cần là sư phụ luyện xong dị hồn đại pháp thì sư phụ có thể trả thù rửa hận. Ta phải nên luyện xong dị hồn đại pháp trước, rồi mới đi kiếm Trung Quỳ để trả thù. Đúng vậy, ta không nên phải hấp tấp vội vàng như vậy. Hai người lui ra đi. Dạ. Tại sao
Tại sao người phải đối đãi với tao như vậy? Tao hỏi người, tại sao người phải đối đãi với tao như vậy? Tại sao? Năm thứ bảy của vua Cao Tổ Ngũ Đức đời Đường. Em Tuyết. Nguy ca. Đại ca, đại ca, chúng tôi rất hiểu rõ con người của anh, tuyệt đối không thể nào giết chết Mạo Dung Tuyết đâu. Cô Mạo Dung Tuyết này rõ ràng nói toàn láo phét. Đại ca, anh đâu còn có so đo với cổ. Đúng vậy, tam đệ nói đúng lắm. Cái chuyện này anh đừng có bao giờ để trong lòng. Hơn nữa, khỏi cần nói thêm nữa. Mọi người có biết không, cô Tuyết này ở trong cuộc đời của ta là một hồng nhan tri kỷ duy nhất của ta. Các người có biết không, trong lúc ta cùng với cô Tuyết, từ bắt đầu hai người quen nhau cho tới yêu nhau, ở trong đó đã để lại biết bao nhiêu là sự khắc cốt ghi tâm không thể quên được. Ai ngờ đâu hiện tại cổ lại nhất định đổ cho ta giết chết cổ. Ta không có giết chết cổ. Không đâu, sự thật ta không bao giờ hề giết cổ đâu. Em Tuyết. Đại ca, tôi cảm thấy anh nên nói tất cả chuyện với anh với cổ cho chúng tôi biết đi, như vậy sẽ thoải mái hơn. Đại ca, mình ra ngoài đi. Bây giờ tâm trạng của ảnh không được tốt, ngươi đừng bắt buộc ảnh. Để khi ảnh muốn nói thì tự nhiên ảnh nói ra thôi. Để tôi đi ra coi thử. Chủ, thật ra ngươi có chuyện gì mà cần phải gặp mặt ta? Hiên chủ, tôi muốn đi gặp mẹ của tôi. Tôi nhất định phải gặp mẹ của tôi. Chỉ vì mẹ của ngươi kiều người mà ngươi xém làm lỡ kế hoạch của ta. Ngươi cứ yên tâm đi, mẹ của ngươi không có chuyện gì đâu. Nhưng mà thật sự tôi không có được yên tâm. Trong hai năm nay,
Tôi đã dò hỏi cùng khắp về tung tích của mẹ tôi. Ai ngờ đâu bả được người ta đem vô chùa Tịnh Tâm, nên không thể nào gặp được bả. Bây giờ bả lại không có được khỏe, tôi thì sợ là bả sẽ không có sống nổi nữa đâu. Ta đã nói bả không sao, tức là bả không sao. Ngươi không cần phải lo lắng quá. Hi chủ à, tôi xin bà, tôi xin bà cho tôi gặp mẹ của tôi một lần đi. Không được, ngươi nên bỏ ý định đó đi. Hiền chủ, xin bà hãy nể tình của tôi. Đã dụ chung quỳ tới đây cho bà cho tôi đi đi. Tại sao ngươi không chịu suy nghĩ? Ta đã giúp ngươi bao nhiêu lần rồi? Là do ai đã đem máu của người nhuộm đỏ miếng vải mà người đang đeo trong mình? Một trận bão tuyết đó, tại sao lại rơi xuống được chứ? Còn hạn hán ở vùng Sở Châu, tại sao lại tạo thành được? Nhưng mà dòng tuyết thiên chủ ta xưa nay làm việc gì cũng được ân quán phân mình, có thù thì trả thù, đoạn tình với đoạn yêu, đó là chứng minh cụ thể. Điều sư phụ nói hoàn toàn là sự thật. Khi tôi còn sống, chính tôi cũng bị một tên công tử họ Lý hại chết. Hắn đã gạt gẫm tôi, hắn còn suối tôi bất chấp sự phản đối của cha mẹ phải ăn cắp hết tất cả tiền bạc ở trong nhà rồi bỏ đi với hắn. Kết quả hắn đã to rập với người tình xưa của hắn, dùng quỷ kế rồi giết chết tôi. Nếu không phải nhờ sư phụ thì tôi làm sao khiến cho hai tên lòng lang dạ sói đó bị chết một cách không được siêu thoát chứ? Cảnh ngộ của tôi càng thê thảm hơn. Tôi chỉ vì một kẻ ngoài miệng lúc nào cũng nói yêu tôi hết mà phải lên kinh thành dự thi. Tôi không ngại vắng thân vào lầu xanh, cố gắng kiếm tiền để giúp cho hắn đi thi. Ai ngờ sau khi hắn đổ đầu Trạng Nguyên còn làm cả lưu phò mã nữa. Tôi đi tìm hắn, hắn quả nhiên vì phú quý nhìn qua mà bỏ thuốc độc độc chết tôi. Nếu không phải nhờ sư phụ của tôi thì tôi làm sao trả được cái mối thù oan ức này? Ta nghĩ chắc người đã nghe hết rồi chứ. Trước khi ta chưa thể trả thù được với Trung Quỳ thì ngươi đừng có hòng mà rời khỏi chỗ này một bước. Ném cổ chú vô. Dạ. Thiên chủ, thiên chủ ạ. Thiên chủ, thiên chủ. Nè, sao hả Tam đệ? Đừng nói tới mạng Dung Tuyết, cả đầu ngang cũng không thấy tâm dạng luôn, chẳng có tông tích nào. Đại ca sao hả? Vẫn còn buồn rầu à? Đúng rồi. Không được, để tôi khuyên ảnh. Nè Đơn, ngươi đừng làm phiền ảnh. Nhưng mà đại ca. Cảm ơn các người đã quan tâm. Đại ca, chỉ nói suông không có được gì đâu. Mình nên đi kiếm bà Thái đi. Đại ca, tình trạng của bà sao hả? Bà đã tiêu hao hết tâm thần, lâm vào tình trạng hôn mê. Nay thì giống như phong điên. Còn nữa. Còn nữa là cái gì? Chính bởi vì bà trường kỳ luyến nhớ tới đứa con của bà, nên phải tạo thành một điểm quán khí mạnh mẽ ở trong con người. Quán khí mạnh mẽ? Điểm quán khí mạnh mẽ đó đã thể hiện tình thân quá thương xót về con gái bà. Hay là mình có thể biến bả trở thành một niềm năng lượng đặc thù để nhờ bả đi kiếm đậu Nga. Để ta thử tống hết cái điểm quán khí của bả ra coi được không. Mấy ông định được? Nếu như bằng đạo đoán không có sai lầm thì cái quán khí của bà bày rất ra thì có thể cám dỗ được cái vong hồn của Đậu Quân à. Nếu lúc đó Trung Quyền muốn bắt được cổ thì bà hả? Thì bà đã
trận bắt trước rồi đó. Đạo trưởng quả thật là cao minh. Nhưng mà phen này đừng có thất bại nữa. Xin tiểu hoàng gia yên tâm, bần đạo sẽ đem cái dâm hồn của đậu ngà bắt thô vô liễu này vĩnh viễn không được siêu sinh. Kết quả của ta. Đại ca, có phải nhất định đem bả đi hay không? Bả không có ai lo lắng thì phải đem bả đi chứ. Phú Khổ à, phải cẩn thận, đừng làm cho bả bị thương. Dạ. Bây giờ ta giao bà Thái này cho cô. Thí chủ à, yên tâm đi. Kỳ rồi tại Bần Ni sơ ý mới bị ông đạo sĩ đó gạt bà Thái đem đi thôi. Bần Ni bảo đảm không bao giờ có chuyện đó xảy ra nữa đâu. Vậy thì xin làm phiền chủ trì cho người canh giữ giùm bà. Bần Ni sẽ đích thân lo cho bà. Cái toa thuốc này phải cho bà uống đúng lúc. Có thể vài hôm bà Thái này có thể được tỉnh trở lại như người bình thường. Dĩ nhiên mọi sự chi tiêu đều do tôi trách nhiệm. Thí chủ à, để tôi đi coi bà trước nha. Đại ca, vong hồn của đậu Nga cứ thả cô đi như vậy sao? Theo tính tình của cổ, không thể miễn cưỡng cổ. Ta phải bắt cổ tự động tự giác mà tới gặp ta. Đỡ Nga phụ đường, mình lại gặp nhau nữa rồi hả? Đỡ Nga không có chạy nha. Để coi cô chạy được đi đâu nữa. Chạy đi, chạy đi. Lần này tầm ta cắt gì đâu. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Chung Quỳ, mình lại gặp nhau nữa rồi. Mau theo ta trở về. Cô có chịu theo cổ đi không? Tôi thấy cổ không có chịu theo cô rồi đó. Chung Quỳ, chẳng lẽ ngươi lo những chuyện dớ dẫn còn chưa đủ sao? Mau biểu cứ theo ta trở về. Còn nếu tôi nói không được? Ngươi có khả năng gì đây? Tôi phải làm rõ ràng sự việc đã. Mình cũng nên triệt để nói rõ ràng. Tôi muốn nói đây. Khỏi cần, Trung Quỳ, ngươi nghe cho rõ đây. Lẽ ra ta còn muốn ngày hôm nay thanh toán cùng ngươi mối nợ thù lớn lao này. Nhưng mà tại ngươi bắt buộc ta quá, khiêm trách ta độc ác. Yes!
Sư phụ, sư phụ. Em Tuyết. Đừng kêu ta là Tuyết. Đừng kêu ta là Tuyết. Năm xưa ngươi đã từng giết ta, thì bây giờ ngươi cũng vẫn muốn giết ta. Em Tuyết. Ngươi dùng tài hay là ngươi không đỡ giết ta? Cứ giết ta đi. Giết ta đi. Ngươi không nỡ à? Ngươi nghe cho kỹ đây. Nếu sau khi tao luyện xong Di Hồn Đại Pháp, tao nhất định sẽ trở lại kiếm ngươi thanh toán. Cô có thể đi đi. Tôi thả cô thật sự đó. Đại ca, tại sao thả cô đi vậy hả? Đúng rồi, khiến tôi cũng mơ hồ luôn. Trước hết Mạo Dung Tuyết phải đem cổ đi, anh lại không cho. Nhưng mà sau đó Mạo Dung Tuyết rời khỏi, đại ca lại nhất định phải thả cổ đi. Sự thật là thế nào vậy chứ? Ta đã nói là ta bắt cổ phải tự động tự giác tới kiếm ta mà. Cô sẽ sao? Không đâu, tôi nghĩ cổ không bao giờ đâu. Đại tướng quân, tôi đã sai rồi. Tôi cố tình trở lại đây để gặp ông đó. Cô hãy đứng dậy đi. Quả thiệt là tôi đã lỡ trách đại tướng quân. Khi tôi nhìn tới trước mắt đại tướng quân đưa cho mẹ của tôi, tôi mới hiểu rõ được tôi đã lỡ trách ông. Tôi thì là biết lỗi rồi. Cái chuyện này đã trở thành quá khứ, cô không cần phải tự trách. Thưa đại tướng quân, bây giờ đúng là lúc mà tôi phải đem hết tất cả những gì xảy ra rõ ràng rành mạch mà kể cho ông biết. Ừ, vậy thì cô cứ từ từ mà nói. Trong khi mà tôi ra đời, mẹ của tôi cũng là vì khó sanh, cho nên bà đã rời khỏi đời này. Nếu như tôi không tới đây thì mẹ của tôi khỏi cần phải chết. Có lẽ chính vì cái tội ác đó đã che lấp con người tôi, khiến cho tôi lúc tuổi trẻ sống thì là cực khổ lắm. Cha của tôi là một người sách đèn, niềm hy vọng duy nhất là ký thác ở nơi công danh. Nhưng chỉ tiếc là không thể được tội nguyện, cho nên sự sống của hai cha con tôi phải lăn lộn vất vả, cực khổ lắm. Năm mà tôi được 7 tuổi, cha của tôi đi dự thi ở kinh thành. Lúc đó với tình cảnh cha con chia tay nhau, khiến cho tôi vĩnh viễn không bao giờ phai nhạt. Vô thường rồi, chịu thì để cha đổ rậu rồi sau này mình sống được thoải mái hơn. Cha nhất định trở về đón con đi thiệt, mà tha hứa cho con ở rồi, cho nên con phải ngoan ngoãn nghe lời bà nghe không? Những gì cha dặn hãy nên nhớ kỹ trong lòng, hiểu chưa? Cha, 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 cha. Nga, ăn cơm được rồi.
thu qua thu về. Cha đã ra đi hết 10 năm rồi, nhưng mà lại không có tin tức gì cả. Cũng may là bà Thái rất là tử tế với tôi. Bà coi tôi như là con ruột của bà. Tôi không biết phải làm sao đền đáp cho bà. Trong lúc mà nhà tôi nghèo khổ lắm, không thể nào cho tôi ăn học. Bình thường chỉ có hai bà con ở trong nhà thôi. Có một hôm, trời sắp sửa tối, nhưng mà bà Thái vẫn còn chưa có về. Lúc đó chỉ có một mình tôi ở nhà. Tôi cảm thấy bất ổn lắm. Bà không sao chứ? Bà không có gì. Bà đi đâu vậy? Ta thấy trong nhà đó hết gạo, ta đi cầm nữ trang để mua gạo về. Nà, ta già rồi, có chết cũng không sao. Nhưng mà cha con nhờ ta coi chừng con, ta nhất định phải làm cho xong. Bà để con giúp bà. Bà, cháu nói xong rồi, bà ngồi dậy ăn đi nha. Con ăn đi, con ăn đi. Bà có bệnh, bà phải ăn chứ. Không đâu, con ăn đi. Ta đã già rồi, có chết cũng không sao. Bà cứ ăn đi, để con tìm món khác ăn cũng được. Nhà, ta có lỗi với con. Ta không thể lo chu đáo cho con. Thật ra, trong lòng của ta cũng thương con, quý con lắm. Con có hiểu không? Dĩ nhiên là con hiểu. Bà đã nuôi con mười mấy năm rồi, thì là cực khổ cho bà. Con biết nói với ta như vậy thì ta yên tâm. Mẹ à. Nga. Mẹ à. Mặc dù lúc đó nhà nghèo khổ lắm, nhưng mà tôi lại cảm thấy rất hạnh phúc. Mà đó cũng là ấm cúng nhất. Tên mẹ con thấm thiết đó thiệt là quý quá. Rồi cha cô không bao giờ trở lại à? Cha của tôi không bao giờ trở về. Giờ còn bật cái tin tức nữa. Nếu như con với bà Thái sống đùm bọc như vậy, mà tại sao lại có thể liên can tới vụ án khủng khiếp như vậy chứ? Cũng chỉ vì cái tên ma đầu đó. Ma đầu? Cũng chính bởi vì cái tên ma đầu đã hại tới mẹ con của tôi nhà tan cửa nát. Mà cũng vì tên ma đầu đó khiến cho tôi phải liên can vô ba cái vụ án mạng. Chẳng những là như vậy, không còn hại tới tôi không thể nào phân quan giải ước được. Người đó tên là gì? Đồng Môn Thiếu. Lẽ ra thì cuộc sống của nhà tôi yên tĩnh lắm, thì không ngờ có một ngày hắn ta gặp tôi mà lại thích tôi nữa. Chính cái tên ác ma này, hắn đã hủy hoại đi cuộc đời của tôi
hai cha con của hắn thực tế không còn bản chất con người nữa. Không những là háo sắc mà còn có cả giả tâm hại nước hại dân. Tất cả điều đó là sau khi tôi vô tình Nam Dương phủ mới phát giác ra được. Đồng môn thiếu đó là thế nào vậy? Điều đó thì tôi không được rõ lắm. Tôi chỉ biết hắn bán chủ cầu dinh. Nghe nói hắn đó mồ côi từ thuở nhỏ, sau đó được Hà Đông Thi Tây Mã Lương nhận làm con nuôi. Lúc đó giữa đồng môn Vấn Thiền với lại Tư Mã Lương vì tranh đoạt quyền thế nên mới không đội trời chung. Thì không ngờ khi tới lúc cuối cùng, đồng môn thiếu lại phản bội cha nuôi của hắn, tới đầu phục Tịnh Nam Dương, khiến cha nuôi của hắn phải bị thất bại oan ức. Đồng môn thiếu chỉ nhảy giọt một cái là đã trở thành con nuôi của Tịnh Nam Dương. Đích thân phụ hoàng biên soạn sách thống nhất hoàng triều, đầy đủ đàng hoàng, không sót chút nào. Chỉ cần làm đúng theo nó, từ từ lớn tới thì đại sách kế của phụ hoàng muốn chiếm lấy ngai vàng chắc chắn là toại nguyện, nhất định là mã đáo công thành. Hiếu Nhi, kế hoạch này sự việc trọng hệ, con phải dốc toàn lực mới được đó hả? Cho dù dầu sôi lửa bỏng con cũng không chối từ đâu. À đúng rồi, đêm nay ta có một việc quan trọng, có hẹn với mấy người cựu đồng liêu để thương lượng kế sách sau này. Để con đi theo với phụ hoàng nha. À, nhưng mà vậy cựu đồng liêu ta sợ người lạ mặt, ngươi lại không quen biết với họ. À, hay thôi con ở lại giúp cho ta lo việc trang hoàng ở trong phủ còn hơn. Con tuân lệnh. Thừa quá, họ không quen với mình hả? Lưu đồng liêu sợ người lạ mà. Rõ ràng là con muốn ta đi theo thôi. Phụ hoàng ơi, phụ hoàng, ngươi muốn thử ta hay là không tin ta đây hả? Mà thôi đi, ngươi cứ bận việc của ngươi, ta thì làm chuyện của ta. Vô đi. Tiểu hoàng gia, tiểu hoàng gia, có phải sắp xếp xong rồi không? Tiểu hoàng gia, tôi đã kêu hết người của Quỷ Nhi phu nhân ra hết rồi. Nửa đêm nửa hôm ngươi còn tới đây làm gì? Ta cố tình tới thăm ngươi, không biết ngươi có thích món quà mà ta nhờ Dương Đại Phẩm tặng cho ngươi không? Nguyễn Nhi à, Nguyễn Nhi, đừng có kêu ta thân mật như vậy. Bình thường ngươi không phải kêu ta bằng gì Nguyễn Nhi sao? Lúc mà phụ hoàng ở đây thì là ta kêu như vậy thôi, nhưng mà ổng bây giờ không có ở đây mà bắt ta kêu bằng gì thì không thấy ngượng ngùng lắm sao? Vậy thì món quà đó ta không cần món quà của ngươi. Hơn nữa, ngọc ngà châu báu ta đã có nhiều lắm rồi. Ngươi chưa mở món quà ra xem thì tại sao ngươi biết đó là ngọc ngà châu báu hả? Ngươi buông ra. Ta không buông thì sao đây? Nếu ngươi không buông ra ta la lên đó nha. Ngươi la đi, la to lên đi, ở đây chẳng có một người nào đâu. Vậy ngươi muốn gì? Nguyễn Nhi à, ta khoái ngươi lắm. Đừng. Nguyễn Nhi à, Nguyễn Nhi, ta muốn âu yếm với người một chút có được không? Đừng có đụng tới ta mà. Miệng của người nói như vậy thôi, nhưng mà thật ra trong lòng của người khao khát biết mấy. Hai đứa mình âu yếm một chút đi. Người có biết là ta khoái người lắm không?
Đừng mà. Người quá lộng hành rồi. Hay, tác hay lắm. Người đã tác những gì ta ám ức ở trong lòng. Nói cho ta biết, người bao lâu chưa để cho đàn ông âu yếm rồi chứ? Hả? Người đã bao lâu chưa được đàn ông hôn hết gần gũi rồi hả? Hả? Đừng mà. Nói cho ta biết đi. Đừng. Đừng. Chịu đi. Đừng mà. Chịu đi. Không được đâu. Ta phải nói cho hoàng gia biết. Ta phải đi gặp ổng. Ta phải đi nói với ổng. Nói với ổng? Người muốn mét tại điều gì đây? Hả? Người muốn dạch trần ổng không thể ngủ nghỉ với người phải không? Chẳng lẽ là người muốn nói cho mọi người biết ổng chỉ có một bề ngoài giả tạo vậy sao? Phải không? Chẳng lẽ người muốn cho ổng biết là người thèm thuồng khí hưởng với đàn ông? Có phải không? Rồi à? Ừ. Từ nay có còn tới với ta nữa không? Người yên tâm đi, người là người ta khoái nhất. Tại sao ta không tới với người chứ? Ừ? Ta thiệt là người mà người quý nhất đó hả? Ta có thể thề với trời đất. À đúng rồi, phụ hoàng bắt ta phải làm việc quan trọng lắm. Ta phải đi rồi đó. Mới đây là đi rồi à? Người yên tâm đi, ta sẽ thường xuyên tới với người. Ngoan hả? Ây da. Ây, làm cái gì mà lâu quá vậy? À, tiểu hoàng gia. Shhh. Ở ngoài xảy ra chuyện gì đây? Bình Nhi đang hối hả muốn gặp tiểu hoàng gia. Ai đó? Bình Nhi phu nhân, là tôi đây. Cô coi thử coi ai đã tới. Bình Nhi. Người nói đi, người đi đâu vậy? Ta còn tưởng là người chết rồi. Ê, ta làm sao chết được? Nếu mà ta chết, người đau lòng lắm hả? Người im đi. Ta đã đi kiếm hết cả hoàng phủ mà không kiếm được người. Có phải là lén lút đi ngoại tình không? Người nói đi. Cũng tại phụ hoàng không à. Bắt ta đi làm việc cấp bách gì đó. Thì là cực khổ cả đêm. Hồi nãy ta mới về hoàng phủ thôi mà. Thiệt hả? Có cần ta thề không? Được rồi, ngươi thề đi. Bình Nhi à, ngươi đừng có giận ngoài được không? Đêm vừa rồi, ngươi phải ngủ với ta chứ. Báo hại ta phải giận ngươi suốt đêm. Ngươi... ta phải giận người. Ta biết mà. Bỏ bê người mà ta đáng yêu nhất. Đáng đánh. Đáng đánh. Hả? Vậy người nghĩ con phải bù đắp ta thế nào đây? Người muốn như thế nào là thế đó đi. Hả? Quan trọng nhất là âu yếm với người. Người kỳ quá à. Bình Nhi à, người hết giận ta rồi hả? Thật ra nếu mà ta không có bận lắm thì ta làm gì không tới đây chứ. Cô nhớ ta không? Nhớ nhớ. Nhớ thì đắm mặn chút đi. Dạ được. Quỳnh Lan em kính tiểu hoàng gia một ly nè. Được.
Quả thật là rượu ngon. Các người thò cái gì mà thơm quá vậy? Nói cho ta biết coi. Tại vì tụi em biết tiểu hoàng gia thích cái mùi thơm này lắm, cho nên ngày nào cũng thoa hết. Tôi còn nhớ cái ngày đó, tôi đem bông đi giao dùm cho mẹ của tôi tới tiểu lầu. Ngờ đâu lại gặp phải cái tên ma đầu đó. Nha, cô nương làm ơn cảm làm ơn ra ngoài. Xin lỗi, xin lỗi. Xin lỗi nha. Hãy cho ta hôn gái đã. Hey, vô đi, vô đi. Đại tướng. Ô, cô Nga, tới đó hả? Tôi đem bông tới giao cho chú nha. Ờ, bông này không phải tôi mua đâu. Vậy, vậy thì ai mua? Ờ, là do đại gia trên lầu bị tôi mua đó. À, vậy thì làm phiền đại thuốc mang lên giùm tôi đi nha. Ờ, không được, không được. Ông đại gia đó phải dặn cô nhất định phải mang lên trển á. Ông đang chờ cô trên lầu á, cô lên đi. Đậu cô nương à, cô mang lên trển đi mà, nhanh lên đi. Ờ. À, đúng rồi, mang lên trở đi, mang lên trở đi hả, nhanh lên, mang đi, làm ơn lên đi hả. Vô đi. Tôi đã chờ cô dọn dẹp ba cái thì rồi đó. Đông môn thiếu tôi, rốt cuộc đã chờ được cô rồi. Tại sao anh lại biết tên của tôi là Nga? Tại có lòng với cô đó. Một mong vô cần ở đây. Ê, sao mà vội vã đi quá vậy? Tôi còn chưa có trả tiền cho cô mà. Đây là 500 lượng à. Cô hãy nhận lấy đi. Vậy ông trả 2 lượng là đủ rồi. Nhưng mà đối với tôi mà nói, 500 lượng cũng là ít rồi. Từ nay bông của cô bán tôi hoàn toàn mua hết. Ông muốn cái gì đây? Tôi không có muốn gì. Tôi chỉ là muốn mời cô uống một chung rượu thôi. Bộ tưởng là ông có nhiều tiền là ông muốn cái gì cũng được sao? Ông tưởng ở trên đời này ai cũng có thể dùng tiền mà mua chuộc à? Ông đã lầm lẫn rồi. Ông đã lầm lẫn rồi. Hay, xưa nay chưa có một cô gái nào dám nói chuyện với tôi như vậy đâu. Cô càng như vậy thì thì tôi càng bắt cô phải uống rượu với tôi. Qua đây. Ông buông tôi ra đi. Cái kiểu này rượu mời chắc là không uống. Muốn uống rượu phạt hả? Thả tôi ra. Thả tôi ra. Chính người thích cái nết cô như vậy đó. Lại là cô nữa hả? Ông chủ à, tôi xin ông cho tôi mua thiếu thêm 2 cái bánh bao nữa đi. Nửa tháng này tôi bán thiếu cho cô nhiều lắm rồi. Không bán nữa đâu, không bán nữa đâu. Cô đi đi, đi đi. Mẹ của tôi không có ăn cái gì hết. Tôi sợ là bà không chịu nổi. Ông Triệu à, tôi xin ông rộng lượng hỷ xả một chút đi. Tôi đâu có phải là thánh thần mà phải hỷ xả. Cô đi đi, đi đi, đuổi cô đi. Đi 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 đi. Mai mốt đừng có cho cô tới đây nữa. Chị lấy ăn đi. Cảm ơn anh nhiều. Không có chi.
Mẹ à, con có bánh bao nè, mẹ lấy ăn đi. Con mẹ à, con đang rồi. Không phải mẹ, con không có ăn đâu, con không ăn được cũng không ăn. Dạ được, con nha. Ngài cũng cho mình làm ma quỷ lánh xa, không lẽ hai mẹ con mình phải chết như vậy thì sao? Mẹ, ây cha bà Thái. Ây da, Biểu Thẩm mà, con là Quỳnh Tiểu Muội nè, bộ mà quên rồi hay sao? Đã lâu quá rồi không có gặp con. Dạ phải, dạ phải, hôm qua vì vô tình con mới biết được hoàn cảnh của mợ, con đã hỏi nhiều người lắm rồi, thì ra là mợ ở đây. Ây da, đúng rồi, xém chút con quên mất, con có đem đồ ăn tới cho mợ nè. Nè, nè, mợ ăn đi, không cần ngại đâu, ăn đi. Vậy làm phiền quá. Ê da, mặc dù là bà con xa nhưng mà cũng là bà con mà. Mợ đừng có ngại nha, mợ cứ ăn đi. Cảm ơn, cảm ơn. Ê da, chuyện của mợ hả, tôi đã biết rõ hết rồi. Trời có lúc nắng lúc mưa, người có lúc họa lúc phước. Ê da, nhưng mà đâu có thể nào cứ như vậy hoài được đâu. Chúng tôi đã tới đường cùng rồi. Ây cha, con đường là do người bước đi thôi. Ngay là gì? Mở cứ dọn tới Hoàng Phủ ở đỡ đi. Hoàng Phủ? Dạ phải, đó là tiếng tăm lẫy lừng của Tịnh Nam Hoàng Vũ đó. Nè, hai mẹ con mở cứ ở tạm đây trước đi. Vậy thì hay quá, yên thân rồi đó. Quỳnh Đại Thẩm à, hả? Nếu không phải nhờ cô kiếm tôi kịp thời thì hai mẹ con tôi thì thê thảm. Cảm ơn cô nhiều. Ây da, mình là chỗ bà con mà, cần gì phải khách sáo. Quỳnh Đại Thẩm à, hảo ý của thím, chúng tôi thiệt là cảm ơn. Nhưng mà chúng tôi không biết phải cảm ơn thím bằng cách nào. Hay là vậy đi, bắt đầu từ ngày hôm nay thì cô Nga này phụ giúp cho tôi. Còn mợ á, thì để tôi kiếm công việc gì nhẹ nhàng để cho mợ làm. Vậy thì yên lòng rồi, có phải không? Cảm ơn. Hai vị cứ nghỉ ngơi trước đi, tôi ra ngoài nha. Dạ được. Mẹ à, mẹ ngồi đi. Không ngờ, trong thiên hạ lại có người tốt bụng như vậy. Nếu như không phải nhờ bà, thì hai mẹ con mình không biết phải làm sao đây. An đốn hai người đàng hoàng chưa? Tất cả đều theo chỉ thị của tiểu hoàng gia xong hết rồi. Được. 1.000 lượng này thưởng cho người đó. Cảm ơn tiểu hoàng gia, cảm ơn tiểu hoàng gia. Lần này ngươi làm được hay lắm, ta rất là thích. Càng thích cái người mà đem bông tới cho ta trong lữ quán nữa. Nô tỳ cũng chỉ làm theo lệnh thôi. Xong việc rồi. Nô tỳ cáo lui.
Thế hoàng gia, những thứ đồ sang trọng như vậy tôi không dám nhận đâu. Tôi không dám nhận đâu. Ê bà Thái à, đồ này đâu phải là quan trọng. Đây bất quá chỉ là tơ lụa thôi, bà cứ nhận đi. Còn đồ bổ để cho bà tẩm bổ sức khỏe. Cứ nhận đi, đừng có khách sáo hả? Thế hoàng gia, ông đừng có làm khó dễ tôi. Người ta nói vô công bất thụ lộc, tôi không có làm gì cho tiểu hoàng gia hết. Thử hỏi làm sao mà dám nhận hậu lễ như vậy. Thật ra là bà có thể làm cho tôi một việc chứ. Chuyện gì? Chỉ cần mở trước mặt của cô Nga, nói giùm tôi vài câu tốt lành thì được rồi hả? Ý của tiểu hoàng gia là... Đối với tôi thì tôi rất là trịnh trọng cô Nga lắm, bởi vì cổ khác với mọi người. À phải rồi, chút nữa tôi quên mất. Ở đây có một ngân phiếu, bà cứ nhận đi. Không được, tôi không dám nhận đâu. Tôi không nhận được. Cứ nhận đi. Nếu mà có việc gì cần, cứ nói cho tôi biết. Tôi còn có việc khác phải làm, tôi xin phép. Tiểu hoàng gia. Phải là cổ không? Nhưng đúng là cổ rồi. Nô tỳ không có nhìn lầm đâu. Nô tỳ thì không hiểu tại sao tiểu hoàng gia ở trong quan viên đã có nhà ba lần nhìn trộm cổ đó. Hèn chi lúc này ít khi thấy tiểu hoàng gia xuất hiện. Thì ra hắn đã đi thường một kẻ hạ nhân. Ta phải đi hỏi tiểu hoàng gia cho rõ ràng mới được. Thật ra có chuyện gì muốn hỏi đây? Không lẽ Bình Nhi muội muội lại ganh ghét ghen tuông à? Người đừng nói cái gì đây. Muốn nói thì cũng phải có bằng có chứng chứ. Dĩ nhiên có. Ta tin chắc rằng lòng của người đã hiểu rõ. Không cần phải nói nhiều. Cứ việc đi hỏi đi rồi biết. Bộ ngươi tưởng là ta không dám hỏi à? Nhưng mà ta không bao giờ mắc mưu người đâu. Người muốn ta đi về phía Tây thì ta dứt khoát đi về hướng Đông. Những gì ta làm không để người đoán được đâu. Nè, nơi này là phòng sách của tiểu hoàng gia, người phải ráng mà cẩn thận đó nha. Người phải nhớ cho thiệt là kỹ, đừng có rớ đồ bậy bạ đó, hiểu chưa? Tôi hiểu rồi. Vậy được, lo làm đi. Nè, người phải nhớ kỹ nha, nhất định phải cẩn thận đó. Nga, đồ vật này là của ai vậy? Nga, để mẹ nói thiệt cho con biết nha. Là do tiểu hoàng gia tặng cho mình đó. Ông kêu mẹ phải ráng giúp ổng, phải ở trước mặt con nói tốt giùm ổng. Mẹ, mẹ nói là tiểu hoàng gia đó thì tình là Đông Môn thiếu gia. Là ổng nói đó mà, sao con lại hỏi như vậy? Mẹ à, mẹ còn nhớ kỳ rồi con có giao bông tới lữ quán đó hay không vậy? Nhớ chứ, mẹ nhớ. Sao còn lại nhắc tới ổng? Chính ổng là người mua bông đó. Ông muốn làm nhục con. Tên thiếu hoàng gia đó, bề ngoài hớn hở, thì ra là đầy dẫy giả tâm.
nhưng mà đồ đạc nhiều quá, mình phải làm sao? Tại sao cô không chấp nhận hảo ý của tôi? Thật là hảo ý của ông hay sao? Ông nghĩ là xài tiền dùng quà cáp thì có thể mua được lòng người sao? Ê, khoan đã, cái này là thật lòng của tôi mà. Ở trong lúc mẹ con của cô gặp chuyện cùng cực, tôi ra tay giúp đỡ, đó là chứng minh tấm lòng của tôi mà. Không, tôi muốn nói là Dương Đại Thẩm. Đúng là cho tôi kêu bả làm vậy, bởi vì tôi sợ cô từ chối. Gì ra? Tôi nói cho cô biết, cô ở trong phòng khách của tôi phát giác ra một chuyện bí mật lớn lao của phụ hoàng tôi. Nếu mà để cho ông biết được, cô nghĩ coi ông sẽ đối xử với cô như thế nào. Bây giờ tôi không nói ra tiếng nào cả, chẳng lẽ là cô không hiểu được lòng dạ của tôi hay sao? Cô Nga, cô Nga. Người thiệt chính mắt nhìn thấy à? Tuy rằng không phải ta đã nghe được hết mọi chuyện, nhưng mà tình cảnh lúc đó ta đã thấy. Đông mồm thiếu quả thật rất kích động à. Vậy mà cô nói ta là người yêu quý bao nhiêu của hắn, thì đây tất cả đều là gạt ta. Gạt ta thôi, gạt ta mà. Ta không bao giờ tin hắn nữa đâu. Tại sao người lại nói cái chuyện này cho ta biết? Ngươi làm như vậy với ý đồ gì đây? Tại vì Đông Môn Thiếu, hắn cũng đã từng nói với ta như vậy. Ta là người hắn yêu thương duy nhất. Ta không có tha cho hắn đâu. Ta phải kiếm hắn thanh toán. Khoan đã, khoan đã. Trước khi chưa có bằng chứng thì không nên nóng nảy như vậy. Tại sao hoàng gia lại phải gặp tôi vậy? Chắc là lúc nãy người vô phòng sách đã phá cái gì của ổng rồi chứ gì. Lát nữa người đừng có nói là ta giới thiệu cho người nữa nha. Hả? Cô không chịu đi, đi mau đi. Ây da. Vô đi. Dân nữ phụng cứu kiến hoàng gia. Cái phòng của ta là do người quét dọn đó hả? Dạ phải. Ta nghĩ là không có ai giống như người dọn dẹp cái phòng ta đàng hoàng qua. Khá lắm, hợp ý ta lắm. Ngồi giờ còn điều gì cần dặn nữa hay không? Tạm thời không có gì nữa, ngươi hãy đi ra đi. Ta hoàng gia. Hay lắm, hay lắm. Nghi ngờ họ có chuyện không ổn hả? Mẹ, mẹ suy nghĩ coi. Mình vô ở được trong hoàng phủ này đều là do một tay của Đông Môn Thiếu sắp xếp. Vậy thì nhà mình bị cháy, cùng với bông hoa của mình có độc, có khi nào liên can với nhau hay không? Đúng, có lẽ là như vậy. Trước tiên thì hắn tạo cho mình lâm vào cảnh ngộ tận cùng, rồi sau đó sắp xếp cho Dương Đại Thẩm xuất hiện kịp lúc. Thật ra cái đó hoàn toàn là quỷ kế. Ây da, nghĩ ra thì là đáng sợ quá. Có chuyện vui, có chuyện vui rồi. Dương Đại Thẩm. Ý da, bà Thái à. Nga, lần này hai mẹ con bà thì có phước quá, được phát tài rồi. Hả? Quan gia, có phải ông chị muốn cưới Phụng Nga hay không? Quan gia không được đâu. Phụng Nga chỉ là một cô gái thấp hèn thôi. Tại sao hoàng gia ngài lại bộ bỏ ngươi cao quý lắm sao? Một người lại là ca kỹ, một kẻ là con của ông mổ heo, hơn được đậu Nga sao?
Thật ra khá lắm, thật khá lắm, thật tốt hết sức. Đúng rồi, cổ quả thật là tốt lắm. Thì cũng tốt mà, tốt đến nỗi cả đồng bồn thiếu cũng bị cổ mê muội luôn. Thì bởi vậy mới nói, nghe nói là cổ vừa mới bước vô dược phủ thôi thì đồng bồn thiếu giờ đã lo lắng ân cần rồi. Có thật như vậy sao? Dĩ nhiên là thiệt rồi, trong dương phủ ai mà không biết ba cái chuyện này. Vậy đó. Thôi đúng rồi, đừng có nói nữa. Cái gì mà càng khó chiếm được thì ta càng phải chiếm đoạt. Tại sao hoàng gia nhất định phải cưới con? Nhất định là có âm mưu gì? Mẹ à, theo con nghĩ mình nhất định phải mau chóng rời khỏi chỗ này. Mình phải đi cho mau. Nhưng mà mình làm sao thoát được chỗ này đây? Nhất định phải lén lút trốn đi, đừng bao giờ để cho người khác biết được. Chuyện này càng nhanh thì càng tốt. À, mẹ à, ngay đêm nay mình phải rời khỏi chỗ này. Được, nhưng mà mẹ sợ quá. Mẹ à, mẹ đừng có sợ quá. Con tin tưởng là nhất định trốn thoát được ra khỏi chỗ này. Chẳng lẽ chỉ vì vậy mà mình vĩnh viễn mất đi đầu Nga hay sao? Mình làm bất cứ điều gì đều trái ngược với mình cả. Chẳng lẽ mình muốn một người lại bị sự cản ngăn vậy sao? Đậu Nga, nếu ta không cưới được người, ta nhất định đoạt được người cho bằng được. Sao chứ? Tự nói thầm với tâm kiến hả? Có chuyện gì không phụ hoàng? Về việc ta định cưới Đậu Nga, ta muốn nghe ý kiến của người. Còn có được tư cách đó hay sao? Người cứ việc nói, mà phải nói thẳng thắn trước mặt của ta. Có phải người không muốn đoạt được Đậu Nga không? Thưa phụ hoàng, Đậu Nga bất quá chỉ là một người con gái bình thường mà. Gì mà ngươi muốn đoạt được? Ngươi đã đoạt lấy được rồi chứ? Mỗi hành động ngươi ở trong dương phủ này, bộ ngươi tưởng là ta không biết sao? Thật ra ta đều nhìn thấy hết tất cả. Ngươi nên hiểu rằng trong bí mật của ta lẫn của người đó chẳng qua cùng chung mục đích chiếm đoạt thiên hạ. Còn đàn bà đó chỉ là chuyện tầm thường, tại sao ngươi lại phải tranh giành với ta? Con đã hiểu rõ. Ở trong đó có một việc này, con muốn bẩm báo cho phụ hoàng biết. Chuyện gì đây? Đậu Nga đã vô tình nhìn thấy cuốn sách Thống Nhất Giang Sang mà do phụ hoàng soạn thảo. Thiệt hả? Cha có thể chấp vấn cổ trước mặt thì cha sẽ biết rõ ràng được mọi sự. Đừng có trách ta đánh trúng ngay cái điểm yếu của người. Bởi vì ta biết người không bao giờ lon truyền ra ngoài, ta biết người nhất định phải giữ mặt mũi. Bởi vì người đột nhiên phải cưới cổ là vì người muốn che giấu cái sự bất lực sinh lý của người thôi. Đậu Nga, ta không đoạt được người, ta cũng không thể nào để cho người khác lấy được người được. Nga cô nương, có chuyện gì? Dương đại thẩm biết cô ấy qua phòng cưới. Qua bên phòng cưới để làm gì? Dương đại thẩm nói là bà có lỗi với hai mẹ con cô, muốn bù đắp lại, cho nên muốn âm thầm giúp cho hai người trốn khỏi dương phủ. Đại khái là như vậy. Tôi sẽ qua bển liền, cảm ơn nhiều. Không lẽ Dương đại thẩm bị lương tâm cắn rứt, thiệt tình muốn giúp cho mình trốn? Khó nói lắm. Thì cứ qua phòng cưới sẽ biết bà muốn nói gì. Mẹ à, để con đi cho. Mẹ lo thu xếp hành lý đi nha, lát nữa con sẽ trở về đón mẹ. Con cẩn thận nha. Con hiểu rồi.
đại thẩm. Dương đại thẩm. Đậu ngã. Phen này dù cô có cắn cũng khó mà bài. Ông thì là đây hèn. Ông muốn gì đây? Cô muốn nói sao cũng được. Vì để đòn được cô, dùng mỗi thủ đoạn cũng đáng lắm chứ hả? Bây giờ cô có hai con đường để chọn. Một là cô phải chịu theo tôi, còn hai là cô chỉ có con đường chết. Cô chọn cách nào đây? Chuyện này với Nguyên làm được tốt lắm. Tòa thưởng cái này cho Nguyên. Cảm ơn Nguyên đại thẩm. Bây giờ mình chia ngã mà đi. Ngươi đi bên này, còn ta đi bên kia. Nguyên đại thẩm. Nguyên là bà hả phu nhân? Đồng môn thiếu đâu? Đưa ta đi gặp hắn. Vợ tôi không biết ngỏng đi đâu. Ngươi, ngươi còn giả vờ. Cái chuyện đó là do ngươi đưa đường chỉ lối mà. Ngươi mà không biết nó ở đâu thì còn ai biết được nữa. Tôi thì không biết lỏng ở đâu mà. Ngươi thì là không biết à? Thiệt không biết. Nhưng mà bây giờ ngươi có chịu dắt ta đi hay không? Thôi đừng giận dữ nữa. Bây giờ ngươi chọn một con đường nào đây? Ngươi không trả lời à? Ngươi nói đi. Ta bảo ngươi nói cho ta biết đi. Ông muốn tôi khuất phục với sự uy hiếp của ông thì không thể nào đâu. Ông giết tôi đi. Ông cứ giết tôi đi. Ngươi thật bắt buộc ta giết ngươi à? Cứ giết đi. Ngươi cứ giết đi. Nhưng mà ta... Đậu Nga, ngươi thì là khờ dại quá. Ta thương ngươi như vậy, làm gì mà nỡ giết ngươi? Rốt cuộc thì ngươi cũng để cho ta bắt được quả tàng. Các người... Ngươi là một kẻ tán tộc lương tâm. Ngươi đã dốc lòng gạt gẫm ta. Ngươi không những là gạt gẫm ta, mà ngươi còn lăng nhăng với người đàn bà của cha ngươi. Cô chính là người của cha ngươi. Ngươi có nghĩ tới hậu quả hay không? Ta phải giết ngươi nha. Ngươi đừng có dạy như vậy, ngươi làm gì vô dụng thôi. Hắn không có sợ đâu. Chuyện của hắn mình phải báo cho hoàng gia biết, để cho hắn muốn chết cũng không được, muốn sống cũng không yên. Thì được. Ngươi còn không chịu theo bọn ta đi? Được. Đi thì đi. Dương đại thẩm. Tôi là mấy bà ép tôi làm thôi. Tự các người chốt lấy thôi. Để ta tròn vẹn cho các người nhé. Ở đằng trước nè, phụ hoàng đừng nghĩ cô là đàn bà. Cổ ra tay thật là ác độc đó. Phụ hoàng cho coi nè. Không phải tôi giết đâu. Là tại tôi. Bắt cô lại. Dạ. Không phải tôi giết đâu. Tôi không có giết họ mà. Đừng có bắt tôi. Thả tôi ra. Thả tôi ra đi. Buông ra. Đi. Đi. Buông ra. Có chuyện nhận không? Tôi không có giết người. Tôi không có giết ai hết. Thật sự tôi không có giết người đâu. Tiểu hoàng gia tôi. Cổ có chịu nhìn nhận chưa? Bẩm tiểu hoàng gia, cổ không chịu nhận.
Không phải tại tôi đâu. Không phải tại tôi. Mẹ. Không phải tại tôi. Buông tôi ra đi. Không phải tại tôi đâu. Mẹ à. Nga. Nga. Mẹ à. Tại sao họ lại đánh con tới như vậy hả? Tiểu hoàng gia. Tiểu hoàng gia, làm ơn thả nó ra đi mà. Tiểu hoàng gia. Tiểu hoàng gia. Lôi bắt ra. Mẹ. Nga. Mẹ. Nga. Mẹ. Thả tôi ra đi. Thả tôi ra. Con của tôi bị hoàng đó. Mẹ. Nếu như người không có chịu ẩn ký thì ta sẽ giam cả mẹ của người luôn. Rồi ta ghép tội cho bà xúi dục người, sai người đi giết chết hai người đó. Đừng nhờ. Đừng nhờ. Ông tha cho bà đi. Đừng có giam bà. Tha bà? Vậy thì ngươi có chịu nhìn nhận không? Tôi sẽ chịu ấn ký. Sau khi tôi ấn ký thì họ đem tôi ra chém. Trước khi mà chém tôi đã có thề với trời, tôi thiệt là bị oan ức mà chết. Tôi có nói một câu thề độc: lúc mà tôi chết, một, mau sẽ nhuộm đỏ dải treo; hai, là tuyết rơi tháng sáu; ba, khí cho sở châu hạn hán ba năm. Con đừng có chết nghe nha, đừng có chết. Mẹ à, mẹ đừng có đau lòng nữa. Con đã nhận tội rồi, nó cũng là số mạng của con rồi. Nga, mẹ không tin con giết người. Mẹ không tin con giết người đâu. Con không có phạm tội đâu. Tại sao vậy? Mẹ à, mẹ đừng khóc nữa. Mẹ à, mẹ à, mẹ à, mẹ à, mẹ à, mẹ à, con có người mà. Ngươi còn gì nói nữa hay không? Quan lắm. Quan lắm. Tôi bị quan mà. Tôi bị quan. Tôi nhất định là phải chết ở một nơi sạch sẽ đàng hoàng. Tôi không muốn máu của tôi phải rơi xuống một nơi ô uế bẩn thỉu. Tôi phải để máu của tôi hoàn toàn dâng lên và nhuộm đỏ miếng vải đang treo. Đám tang của tôi phải có thể tang bạch mã. Trời phủ là một màn tuyết trắng xóa để đưa đến tàn của tôi. Tôi còn phải bắt rơi một trận bão tuyết. Vì để trừng phạt cái nhân tình bất công này, tôi phải buộc khu vực ở làng Sở Châu này không mưa không gió trọn vẹn cả ba năm. Tôi tự nhiên gió lớn quá. Gió lớn quá. Khi mà tôi chết thì vong hồn của tôi đi xuống dưới địa phủ. Bốn tên quỷ sai áp giải tôi đi, họ đều thương xót. Họ có cho tôi một thời gian ngắn để tôi trở về đó trả thù. Tôi thề, tôi phải nhất định chính tay tôi giết chết Đông Môn Thiếu. Cho anh một miếng đi. Nóng mà.
Đồng Môn Thiếu, ta kiếm người đây. Đồng Môn Thiếu, ta kiếm người đây. Đậu Nga, người đang ở đâu? Người đã hại ta khổ sở lắm. Cho dù là ta có thành ma, ta cũng phải đem con người tán tận lương tâm, lòng lan dạ sói của người lôi xuống địa phủ. Quyết Đậu Nga, là do tiểu hòa thích người quá, tại người không biết lịch sự, tại người tự chuốc lấy mà thôi. Im đi, nợ máu phải trả bằng máu. Đậu Nga, Đồng Môn Thiếu, cho dù ngươi có chạy đi đâu, ta cũng phải bắt người nợ máu mới trả bằng máu. Đậu Nga, ngươi đừng có tưởng ngươi thật ma mà ta sợ ngươi nha. Ta có thể khiến cho ngươi vong hồn tiêu tan. Đậu Nga, ngươi ra đây, ngươi ra đây. Đậu Nga, ngươi, ngươi ra đây. Đồng Môn Thiếu, ta sẽ giết ngươi. Ta sẽ giết ngươi. Cả gan cho tỷ quỷ cũng không chịu thay ta đi hả? Khoan đã, tôi bị chết thì là quan ức, tôi phải báo thù, tôi phải báo thù. Ngươi không thể làm mẫu cả, thì ta đi về đi. Đừng Môn Thiếu, đừng có bắt tôi, đừng có bắt tôi mà, tôi phải trả thù. Đừng Môn Thiếu, tôi phải trả thù, tôi phải trả thù. Đừng Môn Thiếu, tôi phải trả thù. Nếu như cô không trả được thù, sau đó vì cớ nào mà lọt vô tay của Mạo Dung Tuyết? Chuyện là như vậy, là do chính nguyên chủ đã cứu thoát tôi từ ở trong tay của bốn tên quỷ tốt đó. Ngay trong lúc đó tôi mới hiểu được là chính bà đã ứng nghiệm ba cái nguyện vọng đó. Vậy gì đạo ba tánh nó sợ chồng bị hạn và thiên tai, tôi cảm thấy thì là ái nói lắm. Nhưng mà về việc cản trở hận hắn thì tôi lại bó tay vô phương. Tất cả những điều bất hạnh đó đều là do một tay của tên ác ma đó gây ra. Nếu vẫn tiếp tục để hắn đồng hành nữa thì nhất định là sẽ có nhiều kẻ vô can sẽ bị ám hại. Nhưng mẹ của tôi chỉ có cách là gian giái trời Phật, để cho bà được sống bình phục trở lại, mà sống được yên ổn. Đậu Nga cô nương, xin cô yên tâm, sự oan ức của cô chúng tôi sẽ giải thoát giùm cho cô. Đúng đó Đậu Nga cô nương, cô đừng có nên đau lòng quá. Đậu cô nương, ở trước khi giải thoát giùm cho cô, chúng tôi phải nhất định giải quyết nạn hàng hán ở Sở Châu trước. Cô đã nói là ba nguyện vọng đó đều do Mạo Dung Tuyết giúp cô hoàn thành phải không? Phải. Mà cô cũng nói hạn hán liên tục 3 năm đó, cô cảm thấy áy náy phải không? Nhưng mà cô lại vô phương. Giải linh thì cần phải có kẻ linh, vì cần phải cứu muôn vạn nạn nhân, trước hết phải kiếm cho được Mạo Dung Tuyết đã, cô nghĩ đúng không? Phải. Nếu đã như vậy, xin cô hãy nói cho chúng tôi biết bây giờ cô ta đang ở đâu. Nhưng mà tôi không muốn bán rẻ hiên chủ.
Không phải, đây không phải là bán rẻ, mà là để cứu muôn vạn nạn nhân. Cổ yên tâm, khi tôi gặp được cổ rồi, tôi sẽ tận hết khả năng hóa giải sự ân oán của tôi với cổ. Tôi không phương hại tới cổ đâu. Xin cô hãy tin lời tôi. Cô Nga. Cô Nga. Được, tôi sẽ dắt các ông đi gặp nguyên chủ. Khỏi đây rồi. Nhưng mà cô có biết hiện thời cổ đang ở đâu không? Ngoài trừ đây ra, tôi cũng không biết là nguyên chủ đi đâu. Cổ đang ở đâu vậy kìa? Nhất định phải tìm ra cổ mới được.